Tí, ráng kỳ này được giải Tài Nguyên nha, cho mẹ với chú thiệt vui. Tí, con ráng thi cho tốt nha, đừng có dở trò quậy nữa. Con cũng không biết nữa. Tí, em thử làm Tài Nguyên coi sao, thế nào mẹ em cũng vui. Cho anh với chú thiệt ngồi ké kiệu về làng cho oai nha. Ủa sao cái ông đó, chú nói là điều tra mà sao bây giờ ông vẫn ở đây? Giờ tính sao? Giờ tính sao con? Dạ thôi, tới giờ con phải vô thi rồi, con phải vô đây. Trên núi với anh Tèo ở đây theo dõi ổng, rồi có gì báo cho quan cái phó nha. Tao biết rồi, con đi vô thi đi. Con đi nha cha. Tèo à, bây giờ con đi theo dõi tên đó, để ta tìm cách báo cho hoàng thượng biết. Dạ chú. Cậu bé đi đâu đó? Thả tôi ra đi, có người muốn giết vua. Ngươi về thằng tí hỗn hào, sắp bị giết rồi. Lát ta sẽ hỏi nhà ngươi. Bây giờ hãy ở yên đó. Thả tôi ra đi mà. Thả tôi ra đi, tôi nói thiệt mà. Có người muốn hãm hại vua đó, hay là ông cho tôi gặp chúa đi, để tôi báo lại với chúa. Ngươi và thằng tí là chuyên gia phá rối, mà lần này không có thoát đâu. Ở yên đó. Không ấy á, hay là ông báo với vua đi, kêu vua chạy đi. Cái này là tôi nói thiệt đó. Không nói, im miệng. Thả tôi ra đi, có ai ở đây không vợ? Thả tôi ra với.